Anh xin em đấy, em nhận hoa với quả của anh đi cho anh vui. Sắp Valentine rồi, anh chỉ có một mình em thôi đấy. Anh xin em, em chính là tia nắng soi sáng con đường nhỏ trong tối mà anh đi. Anh xin em nhận quà của anh đi mà. Này, anh mồm điên nó vừa vừa thôi. Trời đang tối này tia nắng ở đâu ra? Mà nhá, cái thứ soi sáng đường anh đi ấy, nó là cái đèn đường kia kìa. Nhá, bớt bớt mồm điên lại, tôi đi đây. Em, anh xin em hãy nhận của anh đi. Sắp Valentine rồi, người ta ai cũng có sô-cô-la, có quà. Anh không thể để em không có hoa, không có sô-cô-la được. Anh đau lòng lắm. Tôi xin anh để anh đứng lên đi. Anh không đứng. Được rồi, người đây. Của em mình đây. Bao nhiêu? Của em nhá, sô-cô-la 5 sụp, hoa 1 lốp, tổng cộng là 2 lốp. Này, anh nghĩ tôi ngày xưa học tốt toán lắm hay sao? Anh lừa tôi à hả? 50, 100 mà ra 2 lốp, cái gì đấy? Tính lại đi. Anh là anh chỉ thử trí thông minh của em một tí thôi. Của em là hết lít rưỡi. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhá. Anh xin. Người yêu không có, mất mua hoa mà sô-cô-la. Vâng, không dám. Anh Tùng, hôm nay ấy, chị có bị người yêu đá đấy. Thế á? Vâng, chị nói muốn hoa, mua quà cho người ta, nhưng người ta không lấy. Lên chị Ngọc ấy, mang về cho em sô-cô-la để em ăn đấy. Sô-cô-la ngon cực luôn. Sợi. Này, bé Phong ơi, bé Phong của chị còn non và xanh lắm. Đây chẳng qua là người ta năn nỉ chị mãi thì chị mới lấy đấy, chứ không còn lâu. Chị gái em nha, vừa đẹp người vừa đẹp nhất thế này, thiếu gì người yêu. Này, ăn đi. Ăn đi. Để mà lấy vía nhiều người yêu như chị. Vâng, em đổi ơn chị ạ. Đúng không? Em biết ngay mà. Em ăn hết cả hộp luôn đấy. Bỏ chứ gì nữa, sô-cô-la xịn đấy. Anh Tom ơi, chị Ngọc ơi, em đau bụng quá. Phong, em làm sao đấy? Này, làm sao đấy? Sao tự dưng lại đau bụng? Tôi không có ăn gì đâu. Sô-cô-la. Rõ ràng sô-cô-la có vấn đề rồi. Lúc nãy em ăn có mùi hơi hôi, nhưng do đấy là quà chị được tặng nên là em không nói thôi. Cái sô-cô-la với hoa đấy là lão Cường bắt tao mua, chứ tao có được ra nào tặng đâu. Hả? Có chuyện đấy á? Thôi, việc này tính sau đi. Để mình đưa Phong đi viện đã. Đi. Nào. Em đau bụng quá. Ôi, được rồi, biết rồi. Nào đi viện nào. Em, anh xin em đấy, em nhận hoa và sô-cô-la của anh đi. Ngày Valentine sắp tới rồi, anh chỉ có một mình em thôi. Anh xin em chính là tia nắng soi sáng con đường tăm tối mà anh đi. Không mua đâu. Ơ kìa, em ơi, em. Chào anh Cường. Chào em. Ôi giời ơi, này, anh vẫn dùng ba cái văn dởm đấy để trèo kéo khách hàng mua quà Valentine đấy à? À, sống con người lên tí đi xem nào. Em này, sao lại nói anh như thế? À, hai em đến mua sô-cô-la đúng không? Vâng. Thì cách bán hàng của anh hơi hèn tí, nhưng mà sô-cô-la ngon, nên là thôi được tha thứ. Cho hộp sô-cô-la đây. Đây, đây, tiện có hộp sô-cô-la luôn. Này, đã tặng quà nhá, nó phải tặng kèm thêm hoa thì nó mới ý nghĩa, em hiểu không? Như thế thì mới nhanh có người yêu, mới làm nóc nhà được. À, em mua sô-cô-la về để ăn anh ạ. Chứ chị Ngọc nhà em ấy, 27 tuổi đầu rồi mà vẫn ế. Vẫn nhờ nhà tranh điều khiển để xem màn hình với em, với cả em trai em đấy. Này, mày cứ bóc phốt tao giữa đường giữa chợ đi. Bố mẹ đi vào nhưng tao cho mày ăn mì tôm với trứng luộc cả tuần đấy. Thôi, em sai rồi. Vì miếng cơm manh áo, em xin lỗi. À, của em 50 cành.
À, mà anh ơi, sao em thấy sô-cô-la nhà mình ấy lại không có hạn sử dụng với cả thành phần làm sô-cô-la ở trên đây ạ? À? À, cái này là... À, cái này là có hạn sử dụng bao bì. Nhưng mà anh thấy sâu quá nên là anh xé ra luôn rồi. Nên là anh mua hộp mới, anh phải trang trí, anh bỏ vào cho nó đẹp. Chứ bình thường là nó có mà. À, nhưng mà... Em cứ yên tâm, không phải lăn tăn gì hết. Hôm sau mà em đến mua nhá, em cứ bảo anh trước một câu, anh để nguyên bao bì, nguyên hạn sử dụng cho em xem luôn. Mà sắp tới nhá, anh bán hết cái lô sô-cô-la Valentine này là anh chuyển sang dạng sô-cô-la gói rồi. Em mà qua mua anh giảm giá cho. À, thế thì để em chuyển khoản nhá. Ơ, sao mạng nhìn lag thế nhờ anh nhở? Công nhận đấy, dạo này mạng lag thật đấy. Anh ở nhà chơi game nhá, mà lag lòi cả mắt ra. Chắc là ở ngoài biển là bọn cá vàng nó cắn dây cáp đấy mà. Cá vàng nào ngoài biển má ơi? Đúng là ông anh này ngày xưa học dốt rồi. Cá vàng nào ngoài biển thôi nè, có tiền mặt trả 50. Anh xin nhá. Thôi em về đây, em chào anh. Chỉ em chiêu anh đấy ạ. Gì? À, hai em mình này, nghiện sô-cô-la của anh rồi đúng không? Hôm nay hai chị em lấy mấy hộp nào? Hôm nay chúng tôi đến đây không để mua sô-cô-la. Mà hôm nay em đến đây ấy là để vạch trần sự thật về những hộp sô-cô-la siêu rẻ siêu bẩn của anh. Ơ này 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 này, em ngứa đòn đúng không? Hả? À, sô-cô-la nhà anh làm sạch như thế mà lại bảo là bẩn à? Anh nói cho em biết nhá, sô-cô-la nhà anh nhá, nó còn có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm nữa cơ. Không tin thế, không tin nhá, mai ngày kia anh mang cho mà xem. Còn bây giờ ấy thì em đi về đây. Sao lại phải đợi mấy hôm nữa? Nếu như mà sô-cô-la của anh chất lượng thật ấy thì nó đã phải có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm ngay từ đầu rồi. Đợi mấy hôm nữa để anh đi làm giả à? Ui này này, đứng vào vu khống. Em đã có tất cả bằng chứng việc anh làm sô-cô-la bẩn rồi. Ăn sô-cô-la của anh, em thấy có cảm giác keo như sáp, tan rất chậm, phải nhai, không thơm, có mùi hôi không thơm dịu và dễ tan như sô-cô-la nguyên chất, thì em đã nghi ngờ. Khi em biết được tip ăn sô-cô-la của anh xong bị đau bụng thì em chắc chắn sô-cô-la anh bán có vấn đề nên đã đi điều tra. Khi em hỏi về nhãn mác, hạn sử dụng của sô-cô-la anh bán thì anh ấp úng nói dối, rất có thể sô-cô-la là do anh tự làm từ nguyên liệu không đảm bảo, bột ca cao kém chất lượng và bột béo động vật gây hại cho sức khỏe nên em đã tiếp cận quán của anh. Anh là khách hàng Nguyễn Việt Cường đúng không? Em là nhân viên ở công ty HZ. Em đến đây để sửa mạng ạ. Ôi sửa mày qua mạng lại lát khó chịu thật đấy, cô vào đi. Biết mạng nhà anh chậm và em có thể giả được giọng người khác nên em đã giả vờ làm nhân viên sửa mạng wifi để tiếp cận bếp của anh. Nên là sô-cô-la sẽ có một mùi thơm dịu tự nhiên của cacao. Khi mà ăn trong miệng ấy thì nó sẽ tan ra, nó vừa mát, nó vừa mịn và không có sạn nhá. Hơn thế nữa, nguyên liệu của anh cũng rất bẩn. Anh đã dùng cacao không nhãn mác, dùng đường hóa học và chất béo động vật để thay cho cacao mát. Quy trình làm bẩn dễ tích tụ vi khuẩn, gây nên các bệnh ung thư, tim mạch. Anh biết sai rồi. Hai chị em bỏ qua cho anh lần này nhá.
hả? Anh có biết là tại anh, thằng Phong nhà tôi nó ăn sô-cô-la của nhà anh xong nó bị đau bụng, nó phải nhập viện không? Vừa tốn tiền lại còn hại sức khỏe nữa. Chỉ có mỗi mình anh là ung dung ở đây đấy, được lợi này. Thì anh bán sô-cô-la rẻ, rẻ thì anh làm sao mà làm đắt được. Mà anh đánh sai rồi, hai chị em bỏ qua cho anh nhá. À đây này này, anh bảo ở đấy anh còn một chút, gọi là hai chị em cầm lấy mà mua trà sữa. Em không nhận hối lộ. Anh đã lợi dụng tâm lý thích hàng giá rẻ, và cũng là ngày Valentine nên rất nhiều người mua sô-cô-la. Nguyên liệu để anh nhập sô-cô-la chỉ 10.000 đồng, nhưng anh đã bán với giá 50.000 một hộp và thu lại rất cao. Anh nên nhận lỗi và lên phường nộp phạt đi. Em biết anh sai rồi mà, tha cho anh đi. Valentine đến nơi rồi, cho anh ở nhà anh đi chơi với người yêu nữa. Muốn tha gì, lên phường đi rồi người ta tha cho. Anh ấy là nhất anh rồi đấy nhá. Valentine được ngồi trên phường tâm sự với anh công an. Người bình thường không có cái diễm phúc đấy đâu anh ạ. Ôi ủa, ác ghê. Mà lên thai đi ngồi với chú công an. Rồi, tít rồi. Tôi mà vào đây. À, cô Ngọc. Vào đây ngồi chơi. Tít có nhà không hả cô? Cháu sang chơi với Tít ạ. Thằng Tít nó đi học rồi, nó về bây giờ đấy. Em ý đã phải đi học rồi cô? Cháu tưởng là em ý vẫn được nghỉ Tết chứ. Không, không phải đi học ở trường, mà đi học năng khiếu. Cô mới đăng ký thằng Tít nhá, đi học một lớp về diễn xuất người mẫu các kiểu luôn. Rồi chẳng mấy chốc mà nổi tiếng. Lúc đấy có khi lại nổi tiếng hơn cả anh Tông. Nhưng mà lớp học diễn xuất hả cô? Có uy tín không ạ? Uy tín chứ lị. Đây này, cho xem. Đấy, thấy không? Có ở casting cô nhá. Xong rồi có cái ông đạo diễn đạt cái giải gì đây này, để làm training cơ mà. Trông mà cô dẫn đến rồi, trông chuyên nghiệp lắm. Ôi trời, chị ơi, chị nhanh lấy tay lên. Ở đây chúng tôi là công ty casting truyền thông lớn, chứ chờ làm sao được. Vâng vâng, vào đi con. Chào chú đi. Chào chú ạ. Cháu tên là Nguyễn Tuấn Phong đúng không? Phong ạ, tôi là Tít. Ôi thằng này, Tít là tên ở nhà. Phong đúng rồi chú ạ, Phong đấy ạ. Chị này, mời chị đi ra ngoài để tôi phỏng vấn cháu. Vâng. Chú mới thử một tí thôi đã thấy thiếu tự tin rồi. Đứng lùi lại một tí chú xem nào. Thân hình ấy, thì hơi mũm mĩm, giọng nói thì lại thiếu lưu loát. Đấy. Và xem nào, học diễn viên nó không giống với học kiến thức bình thường, không thể nhồi nhét kiến thức vào đầu được. Chị hiểu không? Nó phải có năng khiếu. Ôi thôi, thầy ơi, con em nó có năng khiếu mà, nó diễn được tất cả các nét luôn. Ê nhá, diễn cho thầy xem này. Cười lên con, cười lên. Cười xỉu qua xỉu xuống. Đúng rồi. Khóc nữa. Ừ đúng rồi. Thầy thấy không, con em nó có năng khiếu mà. Tôi nói thật với chị nhá, ở chỗ tôi đã đào tạo rất nhiều diễn viên nhí. Tất cả các em ở chỗ tôi đào tạo đều được đóng phim điện ảnh và đóng phim truyền hình. Đây, như bé này. Đấy, chị nhìn xem, đã được đóng phim điện ảnh. Bé này đang đóng ở phim trực tiếp ở VTV3 đang chiếu, có thể chị cũng biết. Đấy, rất là vất vả. Thế nên là... Ôi trời ơi, quá thầy ạ. Con em nhá, bằng giá nào em cũng cho con em đi học. Để mà nói thì đấy là một công cuộc dài hơi đấy. Không chỉ quyết tâm là được, mà bố mẹ phải đặt niềm tin trọn vẹn vào trung tâm. Cũng như là phải chịu chi. Vâng, tất nhiên rồi ạ, thầy cứ cho em xin cái giá đi. Bình thường ấy là 50 triệu một khóa, nhưng mà con chị mới toanh mà nhiều khuyết điểm như thế này thì nó phải rơi vào 70 triệu đấy. Bối khiếp, 70 triệu người ạ. Đắt ý, thì dắt con về. Ở đây nhá, không thiếu gì học sinh. Em ơi, cho người khác vào đây. Tôi chi vào. Nhưng mà thầy cho tôi hỏi một câu được không ạ? Học xong thì con chắc chắn là thành công bên nổi tiếng không ạ? Chị hỏi hay nhỉ? Học xong mà không thành công ấy thì tôi mở trung tâm này ra làm cái gì? Mà chị tưởng 70 triệu của chị mà to đấy à? Sau này cháu mà nổi tiếng rồi nhá, một tháng cũng phải kiếm được vài trăm triệu chứ ít đâu. Thôi thế cả thầy. Vâng vâng, thế thì tôi đăng ký cho con nhà tôi học ạ. Trời ơi con ơi, mẹ đầu tư hết vào con đấy nhá, cố lên con nhá. Thế chứ, đây nữa, đây nhá, là giấy cam kết cho con theo học. Chị ký vào đây rồi ra làm thủ tục nhập học cho cháu. À vâng vâng, để tôi xem đi. À không phải đâu, chị ký ở đây luôn đi. Vâng.
Mời chị ra ngoài nhập học cho cháu nhá. À, vâng. Người tiếp theo đi em ơi. Đấy, thấy không? Thế là nhà mình nhá, lại có thêm một người nữa nổi tiếng. Cháu nghe nó cứ sai sai cái gì ấy. Nhưng mà tại sao cô lại biết đến trung tâm đấy ạ? À? Thì lướt trên Facebook đấy này. Nhiều lắm, người ta quảng cáo liên tục vậy. Cứ lướt một tí là lại gặp. Chắc là bây giờ kiểu nhu cầu của các bà các mẹ cho con đi học nó nhiều ấy. Thế nên là lớp về năng khiếu người ta cũng mở nhiều. Đấy, bây giờ mà không cho con đi học nhá, không đầu tư cho con là lạc hậu ngay. Cô bảo ở đó có hình ảnh bé Mon. Nhưng theo cháu biết, bé Mon có học lớp dễ xuất nào đâu. Ủi giời ơi, cái Mon nó đi học mà nó nói cho cháu biết đấy. Người ta đi học người ta phải giấu đi chứ. Bây giờ ai cũng biết, ai cũng nổi tiếng thì có mà chết à. Nhưng mà... Ôi giời, Tít, qua đây con. Ôi giời ơi, con trai mẹ đi học đi nào. Hả? Ô kìa, làm sao thế? Bảo nó thích học diễn viên mà đi học mặt cứ buồn thiu ra. Thế hôm nay thầy dạy thế nào, vui không? Mẹ ơi, con không muốn đi học nữa đâu, con sợ lắm. Gì đấy? Sợ cái gì mà sợ? Này, đừng có mà vớ vẩn nhá. Mẹ tốn hết 70 triệu cho mày đi học đấy. Học cho đàng hoàng, nghiêm túc vào. Ôi trời, tôi chết rồi. Đây này, thầy gọi rồi đây này. Hôm nay đi học là có làm gì sai không? Alo ạ? À? Tít, vừa đi chơi với anh Tôm nhá. Vâng ạ. Em làm sao đấy? Sao lại có vết bầm tím thế này? Thầy đánh em à? Không ạ. Nhưng em sợ đi học lắm. Hôm qua có cái máy to, màu xanh hay là xanh, có cái ánh đèn nó chiếu vào em, là em đau đầu lắm. Đau đầu á? Máy xanh à? Alo thầy ạ. À? Vâng vâng, sao thế hả thầy? Ôi dồi ôi, con em được đi quay thực tế 3 ngày cơ ạ. Ừ, thế ạ? À, đi quay với đoàn ạ. Vâng. Thế à, em có được đi cùng không ạ thầy? À, không được ạ. À vâng, phụ huynh không đi cùng được ạ. À? À vâng, sợ ảnh hưởng. Ừ đúng rồi đúng không? Ảnh hưởng thầy ạ. À vâng, vâng. Thế thì à, em nhờ cậy hết vào thầy ạ. Vâng, thầy cố gắng giúp đỡ một Tít nhà em nhé. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Úi dồi ôi, Tít ơi. Úi dồi ôi, Tít ơi, thấy chưa? Mẹ đã bảo rồi mà, con trai của mẹ nhá đã có thiên phú. Đấy, mới đi học nhá, mà bây giờ đã được các thầy cho đi quay thực tế rồi. Giỏi quá. Bây giờ nhá, mẹ sẽ chuẩn bị cho Tít thật là nhiều đồ. Con đi quay ấy, là phải nghe lời các thầy các cô nhớ chưa? Không được để mẹ mất mặt đấy. Đi quay thực tế à? Im ai đấy? Dạ, em là học viên, đến để đăng ký diễn xuất anh ạ. Đăng ký học diễn xuất á? Vâng. Sao không thấy ai nói gì nhỉ? Phải gọi điện kiểm tra mới được. À, em nhận được thông báo mà anh. Mẹ em bảo là chỉ cần đến gặp anh Cường. Mà hôm nay lớp có buổi thực tế 3 ngày đúng không anh? Nó biết thông tin này thì chắc là thật rồi. Chỉ những ai trong diện mới biết mà. Chắc là vừa mới vượt thêm được. À, nhìn em cũng sáng sủa đẹp trai. Thêm một người cũng không sao cả. À thôi, đi nhanh đi, không khách hàng đợi. À, khách hàng ấy hả anh? À, ừ, khách hàng họ bút mình diễn xuất ấy. Tò mò ít thôi, đi đi không muộn. Vâng ạ. Đây, nước đây. Còn đây là thuốc, uống đi. Ờ, đây là thuốc gì thế hả anh? Thuốc say xe, lát nữa sẽ di chuyển bằng ô tô. Đây là uống trước đi cho đỡ say. À, thế thì em không cần uống đâu ạ, bởi vì em không bị say xe. Không say cũng phải uống. Biết lúc nào say lúc nào không? À, tí lên xe mà nôn ra đấy thì có tiền mà đền không? Đã bảo uống thì cứ uống đi. Thắc mắc nhiều, thích thắc mắc nhiều không? À. Thế thì em uống đây ạ. Ngồi đợi nhá.
giới thiệu với chị, hàng đây, hàng tốt đấy, đã qua kiểm tra, em chọn lọc mãi đấy. Thấy cũng có vẻ sáng sủa đẹp trai đấy. Giá thế nào? 50. 50.000 hai đứa. Bà chị nghĩ ra đấy ạ. 50.000 một đứa. Ở bên kia người ta trả giá cao như thế mà về đây chị cũng ép em, chị ăn dày đấy. Ngàn đô chắc phải là nghìn đồng đâu. Với cả đồng ý thì đồng ý, không đồng ý thì thôi. Nhưng mà hàng có đảm bảo không đấy? Giấy tờ thì sao? Tất nhiên là đầy đủ rồi. Chỉ cần ưng một phát là cho đi luôn. Như này là như nào chú Cường? Sao nãy tỉnh như này? Chị cứ bình tĩnh, chị đi ra ngoài đi để em xử lý trường hợp này ạ. Nhanh lên đấy, xe còn đang đợi ở ngoài đấy. Vâng. Thẩm danh con, tại sao mày... Ngay từ đầu tôi đã phát hiện ra sự khả nghi ở trung tâm anh. Quả nhiên đây là một trung tâm trá hình nhằm lừa đảo những phụ huynh nhẹ dạ cả tin mà. Trung tâm của anh là trung tâm ảo. Anh lợi dụng việc những phụ huynh muốn cho con học thêm kỹ năng nên đã thành lập những trang web ảo rồi cho chạy quảng cáo tuyển sinh mẫu nhí để hòng chiêu mộ những em bé. Anh tổ chức casting để hòng lấy được thông tin và sàng lọc các bé theo tiêu chí của anh. Anh còn lấy ảnh những bé nhí đang nổi và nhận đào tạo ở công ty anh. Nhưng tiếc cho anh là tôi lại quen những em đó và được biết họ không hề biết anh. Lúc đầu tôi cũng nghĩ anh chỉ lợi dụng lừa tiền của mẹ Tít mà thôi. Nhưng khi phát hiện ra trên tay Tít có vết bầm và câu chuyện Tít kể, tôi đã nghi ngờ đây không chỉ là đơn giản lừa tiền. Vết bầm trên tay Tít rất giống với vết bầm do lấy máu. Cái máy màu xanh mà Tít kể có cả ánh sáng chiếu khiến Tít đau đầu, rất có thể là máy chụp X-quang hoặc máy chụp cộng hưởng từ. Mà Tít thì cần làm gì những kiểm tra đó? Khi nghe đến việc Tít sẽ đi thực tế với anh, tôi lại càng nghi ngờ đây là một cái bẫy và tôi đã quyết định sẽ thâm nhập vào đó để làm rõ. Lúc tôi đến công ty anh, văn phòng dường như đã được dọn dẹp để chuẩn bị cho cuộc chạy trốn, càng làm tôi chắc chắn anh có vấn đề. Anh là tổ chức buôn bán người, thế nên lúc anh đưa thuốc cho tôi đã cố tình không uống. Thằng danh con, mày cũng thông minh thật đấy. Nhưng đã vào hang cọp rồi thì chạy thoát làm sao? Rất đáng tiền, tao sẽ bán mày gấp 4 lần. Anh định bán chúng tôi sang biên giới à? Chính xác. Ở bên kia họ hiếm muộn con cái nên muốn mua về để dạy làm con nuôi. Tuy yêu cầu cao nhưng mà họ trả giá rất xứng đáng. Hoặc là họ có thể mua mày về, lấy nội tạng của mày để thay thế cho người thân của mày. Nhưng mà may cho hai chúng mày, người ta mua mày về để làm con nuôi. Một khi mày đã sang biên giới rồi, không ai có thể tìm được mày nữa đâu. Anh đúng là độc ác thật. Độc ác á? Độc ác nó ăn vào máu của tao rồi. Mà tất cả cũng tại con mẹ nó. Con mẹ nó hám phủ, ham nổi tiếng. Mà chúng mày sang đấy rồi, được ăn ngon mặc đẹp, sống trong nhung lụa, không muốn về, mẹ của nó lại cảm ơn tao. Anh Cường ơi, không biết ai báo mà công an đến đây mà cửa cho mình rồi anh ạ. Nghe gì cơ? Công an đến á? Công an chỉ biết làm sao mà đến được. Hay tại mày? Không. Hay là tại mày làm gì để lộ ra đúng không? Không. Thằng ăn hại. Ngay trước khi đến đây, tôi đã bật định vị và báo cho công an rồi. Thế nên anh đã bị theo dấu rồi đấy. Mày! Anh tính đi! Mày cứ làm thế nào bây giờ? Té thì làm thế nào nữa? Hỏi ngu! Té đi! Thằng Thanh con, mày cứ nhớ mặt tao đấy. Em còn sao không? Tít ơi! Tít ơi! Con ơi! Con có làm sao không? Mẹ xin lỗi! Mẹ đã hại con rồi! Cô cứ bình tĩnh đã! Tít không sao rồi! May mà có không,
không thì tên bị bắt cóc mất rồi. Ngay từ đầu cháu đã nhìn ra sự khả nghi của anh ấy. Từ giờ cô cũng phải cẩn thận nhá. Rất nhiều lừa đảo ở trên mạng xã hội, đôi khi là tiền mất tật mang, rất nguy hiểm đó đấy ạ. Cô nhớ rồi, cô chừa rồi. Từ nay cô không bắt Tít đi học hay học ném gì nữa. Chỉ là cô muốn tốt cho Tít thôi mà. Nhưng lần sau cô hãy chọn những nơi uy tín, có giấy phép kinh doanh này, với cả có người quen nữa. Và hơn hết là phải theo sở thích của Tít. Nếu mà em ấy muốn học ấy thì cô hãy cho em ấy học. Nếu mà em ấy không thích ấy thì ép em ấy chỉ khiến em ấy mệt mỏi hơn thôi. Cô nhớ rồi, cô nhớ rồi. Khổ thân con tôi. Cô mà bắt được mấy thằng kia nhá, nhất định cô phải cho nó một trận. Ê tao để ý nhá, tao cứ mua cái đôi giày nào là mày lại mua cái đôi giày y hệt. Làm sao mày được có cái kiểu đấy đi. Ô, chị. Này, này. Em xin này. Quán này phục vụ như thế mà được à? À, bát bún như thế này á? Sao ít hành đấy? À, quán bún bầu ấy mà không có thịt vịt thịt ngan à? Mà bây giờ mấy giờ rồi? Tao vào từ 3:10 mà bây giờ 3:12 rồi mày có bún. Mày không làm ăn như thế à? À? Anh ơi, em xin anh bỏ qua cho em ạ. À, quán của em mới mở cho nên là còn nhiều thiếu sót. Em xin anh đừng phá quán em anh ạ. Đã ai làm cái gì mày? Mày đi ăn vạ không? Làm sao? Làm sao? Làm sao đây? Có chuyện gì đấy? Này anh kia, giữa ban ngày ban mặt mà anh định bắt nạt ở bà con gái như thế à? Hả? Này, mày nói cái gì cơ? Hả? Mày làm sao? Anh định manh động á? Tôm, mày lấy máy ra mày quay video tao. Mà tôi để tao, mồm nó to hơn. Ôi giời, mọi người ra đây mà xem này mọi người ơi. Giữa ban ngày ban mặt mà đi bắt nạt đàn bà con gái này. Tôi nói cho anh biết nhá. Này nhá, khách hàng là thượng đế thật đấy. Nhưng mà cái kiểu thượng đế mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhân viên là nữ như thế này ấy, thì tôi xin phép là không tiếp nhá. Làm sao, làm sao, làm sao? Này, 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 chúng mày ấy, nhớ mặt tao đấy. Quán này tao ghim. Anh ơi. Chị có sao không? Anh ta đã làm hại gì chị chưa? Chị không sao, may mà có hai anh em đến kịp thời đấy. Tôi đã bảo bà rồi, bán một mình nguy hiểm bỏ xử ra, thuê thêm nhân viên thì không. Thì bây giờ cái quán bé tí thế này lại còn vừa mới mở, tiền đâu ra mà thuê nhân viên. Thế lúc này là có chuyện gì ạ? Ôi dồi ôi, thì anh ta bán bún, nhưng mà toàn những cái yêu cầu đòi hỏi rất là vô lý nhá. Nào là sao mà ít hành thế, bún bò Huế lại đòi ăn thịt vịt thịt ngan. Mà vừa mới vào lúc 3:10 mà 3:12 đã đòi có bún rồi. Đúng là cái thằng dở hơi. Phải tội tôi đấm tới vài nhát đấy. Bà cứ hiện mà đứng bà này nỉ người ta làm cái gì? Thì cũng phải dĩ hòa vi quý chứ. Bây giờ bán hàng thế này đánh nhau thì còn bán cho bà nữa à? Chị Ngọc nói đúng đấy. Anh chưa gì đã nhảy vào đấm đá, mà không giúp được chị Ngọc thì làm sao? Có khi còn bị ăn đòn ngược ấy. Này, tao chả giúp Ngọc đuổi hắn ta được còn gì nữa. Không nhỉ? Thôi thôi thôi, thôi. Thế à, hai anh em chưa ăn gì đúng không? Làm bát bún nhá. Ok. Ngon thế, quá xuất sắc luôn Ngọc ạ. Đây, rau đây nhá, ăn hai anh em ăn đi. Cảm ơn nhá. Anh Hoàng ơi, anh ngửi xem có mùi gì không? Làm gì có mùi gì? Chính vì không có mùi nên em mới thấy lạ đây. Mày làm sao đấy? Có đi ăn bát bún với mày cũng không yên nữa. Ngọc làm sạch sẽ thì không có mùi gì chứ sao. Mày không ăn được đi Toàn. Đi. Nhớ miếng rồi. Nhớ miếng thịt bò mọc nữa. Cái mọc này mày không ăn, mày ăn bún nữa. Bún với nước không. Ngon này không ăn. Trời ơi, ngon. Đúng rồi. Là ăn bát bún mùi ngon rồi. Ui, anh Hoàng, sao đêm rồi anh lại ngồi đây? Em cứ tưởng là trộm cơ. Tao chả cơn. Hả? Cơn gì cơ? Nó đen như thế này. Là như nào? Cơn buồn ẻ chứ không cơn gì nữa. Cơn ẻ là tôi vừa rồi. Eo. Đi. Anh phải đi với em. Anh bị như này phải làm rõ chứ. Thôi, làm sao ấy. Với lại tao nghĩ không phải do bún như Ngọc đâu. Bún như Ngọc làm sạch thế cơ mà. Hôm qua mày cũng ăn, mày cũng bị làm sao đâu.
Nhưng mà hôm qua anh chỉ ăn mỗi món đấy thôi, chứ có ăn món gì đâu. Mình phải làm rõ, nhỡ đâu có người ám hại chị Ngọc thì làm sao, đúng không? Thế nhưng mà ấy, hôm qua đã có ông kia ông đến làm loạn rồi, chẳng lẽ hôm nay tao lại đến làm loạn tiếp à? Quán như người ta đã vắng khách thì chớ. Chị Ngọc ơi, anh em đấy à? Sao này đông khách thế hả Ngọc? Đông ấy là bởi vì hôm qua cái clip mà cái thằng khách hàng hành hung tôi ấy, tôi up lên mạng thì bao nhiêu người vào comment, xong rồi hôm nay mọi người qua mọi người ủng hộ đấy. Clip đăng trên mạng ấy hả? Ừ, hôm qua vẻ thế là chị đăng lên mạng. Cảm ơn ông nhá, nhờ có ông ấy không nghỉ đúng là. Ăn đi, vào ngồi đi, để tôi xếp cho một bàn nhá. Vẫn ăn như mọi khi à? Thôi ạ, chị đang đông khách thì chị cứ bàn đi. Em với cả anh Hoàng hôm sau qua cũng được. Anh Hoàng nhà em hôm nay hơi mệt chị ạ. Sao đấy, mệt à? Thế thôi về nhà nghỉ ngơi đi, xong rồi hôm khác lại qua nhá. Ừ, về đi. Cô em nhận ra anh chứ? Anh đến đây làm gì? Cô em quên anh hơi bị nhanh này. Nhờ có cô em mà anh sáng nhất Facebook, bao nhiêu người nhắn tin khủng bố. Cô em xem thế nào? Này, anh làm thì anh phải chịu trách nhiệm chứ. Sao bây giờ anh còn tìm đến tôi? Quanh đây nhiều camera lắm đấy. Anh mà làm gì tôi, anh tiêu đấy. Anh có định làm gì cô đâu. Anh chỉ đến đây đòi lại quyền lợi cho chính mình mà thôi. Anh bị người ta chửi nhiều như thế thì cô em cũng phải tính lại. Anh vẫn giữ tin nhắn đấy nhá. Anh định tống tiền tôi đấy à? Anh kia, anh đi làm gì đấy? Chị Ngọc, chị có cần đến báo công an không? Anh ta lại còn tìm đến tận đây à? Có giỏi thì báo công an đấy, thằng này sợ chắc. À thôi, không có gì đâu Tôm ạ, chị giải quyết xong rồi. Em cứ về nhà trước đi, còn này, đi theo tôi. Hello hai anh em nhá, lâu lắm rồi đấy là không thấy quan bún bò đâu nhá. Ngọc này, tôi cho bà một cơ hội, nếu bà có làm sai gì thì bà nhận đi. Tự dưng bảo làm gì sai là làm gì sai, chưa hiểu làm gì sai. Chị Ngọc, trong túi của chị có cái gì đấy? À, cái này đồ của chị mà, có gì đâu. Có phải là chân giò đông lạnh để chị mang về nấu bún đúng không? Em đã có tất cả bằng chứng việc chị nhập chân giò đông lạnh về rồi dùng lưu huỳnh, một chất bị cấm trong ngành thực phẩm, mang về để tẩy rửa rồi. Sao em lại nói như thế? Chị có làm như thế bao giờ đâu. Bà em... thôi đi. Ngay cả cái việc ấy, tên du côn kia đến quán bà để phá cũng là bà bày ra có đúng không? Bà quay clip lại đăng lên mạng, hòng lấy lòng thương hại của khách hàng, để khách hàng đến ăn ủng hộ bà. Tôi thật không ngờ bà lại mưu mô như vậy đấy Ngọc ạ. Ai nói với ông thế? Cái tên du côn kia đúng không? Ông đừng có mà tin. Hắn ta thủ tôi cho nên là cố tình làm như thế đấy. Thủ á? Tôi việc gì phải nói dối, trong khi tôi đã có tất cả bằng chứng và tin nhắn với cô. Tôi nói cho cô biết nhá, anh em họ ấy biết hết rồi đấy. Đúng rồi đấy chị Ngọc ạ, em đã nghi ngờ chị từ lâu rồi. Tôi đã nghi ngờ lúc ăn bún ở nhà chị, phần móng giò trắng và không có mùi rất khả nghi. Bình thường dù có sạch đến thế nào vẫn sẽ để lại mùi đặc trưng của móng giò, nhưng phần móng nhà chị lại không có mùi gì cả. Chỉ có thể là đã dùng qua chất tẩy. Chính vì vậy tôi đã không ăn, nhưng anh Hoàng thì có. Và ngay tối đó anh ấy đã bị đau bụng. Tôi đã phát hiện ra anh dình dập ở đây làm gì? Nói ngay. Không phải đâu. Tôi cũng là người bị hại thôi mà. Hại á? Ai hại anh hả? Này nhá, tôi nói cho anh biết nhá, hôm qua thì đến đây để gây sự, hôm nay thì đến đây để rình mò à? Này, sáng những cái Facebook mà chưa thấy sợ à? Hôm nay đến đây để trả thù đúng không? Báo công an. Đừng. Không phải. Tôi được cô ta thuê. Thuê á? Là sao? Thì cô chủ quán đấy có thuê tôi diễn cùng cô ấy một vở kịch lấy lòng thương của mọi người, rồi mọi người đến ủng hộ quán bún của cô ấy. À đây, cô ấy gửi tôi 500.000, vẫn còn tin nhắn và số tài khoản đây. Đúng số điện thoại của Ngọc này. Tôi không ngờ sau khi đăng lên mạng
lại bị mọi người chửi như vậy. Người ta còn tìm được Facebook của tôi, số điện thoại của tôi, tài khoản email của tôi. Còn hơn nữa, mọi người còn tìm được cả Facebook, số điện thoại của bố mẹ tôi nữa. Họ nhắn tin chửi thậm tệ. Tôi stress lắm. Tôi đến đây cũng chỉ để xin cô ấy gỡ video xuống mà thôi. Cái con bé này á, tưởng làm ăn lương thiện nhưng hóa ra lại lươn lẹo. Ta phải làm cho ra nhẹ mới được. Chưa đến lúc đâu anh Hoàng ạ. Em đã có một việc muốn nhờ anh giúp. Anh có sẵn sàng không? Nhờ anh giúp á? Theo em nghĩ, chị đã chủ động nhờ anh thì chị sẽ không bao giờ gỡ video đâu. Vì hiệu ứng đang tốt, khách lại còn đang đông. Tuy nhiên, em có cách khiến chị ấy phải gỡ. Em muốn làm rõ nguyên liệu chị đã bún bỏ. Anh giúp em chứ? Được. Chỉ cần là gỡ video xuống, bảo anh làm gì anh cũng làm. Nói rõ thì báo công an đi. Thằng này sợ chắc. Thôi không có gì đâu Tom ạ. Chị giải quyết xong rồi, đi theo tôi. Đấy, chẳng như Ngọc Trinh chứ đùa. Không có mùi gì nữa luôn. Hóa ra là các người hùa với nhau để hại tôi đúng không? Hoàng, ông là bạn của tôi mà ông làm như thế mà được à? Tôi mới phải hối hận khi là bạn của bà đấy. Tôi nói cho bà biết nhá. Từ khi bà mở quán đến giờ ấy, tôi bận bịu không sang giúp bà được. Nhưng thỉnh thoảng vẫn sang ăn ủng hộ. Nhưng thật không ngờ, bà lại dùng chân giò ôi thiêu đã phân hủy và dùng chất tẩy rửa độc hại để làm trắng chất giò. Bà làm như thế bà không thấy thất đức à? Chị có thể dùng chiêu trò để thu hút khách, nhưng mà chất lượng đồ ăn của chị không tốt ấy thì mọi người sẽ không quay lại đâu. Đã thế, chị lại còn dùng truyền thông sai cách. Sai thì còn càng sai nữa đấy. Chị cũng đến bước đường cùng rồi. Chị có một đống nợ. Chị muốn nhanh chóng kiếm tiền cho nên là chị mới... Thôi mọi người thông cảm, bỏ qua cho chị lần này nhá. Thông cảm cho chị á? Thì ai thông cảm cho tôi? Tôi bị cộng đồng mạng chửi nhá. Ốm như tân tận hôm nay em sẽ chưa khỏi thế này. Bà khôn hồn nhỉ, gỡ ngay clip để xuống không tôi cho bà một trận đấy. Anh cứ bình tĩnh đã. Chị Ngọc, em mong sau này chị kinh doanh chân chính thì sẽ thành công thôi. Còn đây sẽ là một bài học dành cho chị. Muốn có bài học ấy thì phải lên phường được phải. Anh cho chị ta lên phường một mình được không? Anh lên hội chứng sợ cúng an ấy. Không anh ạ, anh là nhân chứng. Áo hường thì phải lên phường chứ anh ạ. Đi thôi. Thôi đi nhà cổ quá.